Xin chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay tôi trình bày cho quý vị và các bạn 5 bước cơ bản cho những quý vị mới bắt đầu học chỉnh sửa ảnh ở trong Photoshop. Đầu tiên quý vị mở Photoshop ra, quý vị vào File Open. Mình mở một cái ảnh mà có người mẫu ra quý vị ha. Thì mình thời gian này đó quý vị, tôi không có cái ảnh của người mẫu nên tôi đã xin một cái tấm ảnh này, thì là tấm ảnh nằm ở trên Facebook quý vị. Thì thôi mình cũng chỉnh sửa một tấm ảnh mà dung lượng của nó rất bé và rất là khó chỉnh sửa, quý vị xem nhé. Bước đầu tiên đó quý vị, là quý vị phải sửa lại cánh tay này, tại vì cánh tay này người mẫu chụp bằng cái điện thoại và giơ một tay nó chụp, thì cái khúc tay này này quý vị nó gần cái điện thoại nó bị lớn ra. Thì quý vị bấm cho mình lấy Ctrl Z ở trên bàn phím được không ạ? Sau đó quý vị vào cho mình Filter, quý vị chọn cho mình Liquify. Ở đây cái Liquify quý vị chỉnh cái size cọ, dùng công cụ đầu tiên này nha quý vị. Quý vị ơi, ở đây quý vị phải chú ý đây ạ. Quý vị có nhìn thấy chỗ tôi để con chuột ở đây không ạ? Trước khi mà mình sửa lại đó ạ, quý vị nhìn thấy mình để con chuột ở đây không? Thì quý vị kích vào đây, quý vị sẽ bôi một tí ở cái phần áo này nha quý vị. Quý vị bôi khống chế nó lại như vậy cho mình, thì rồi sau đó thì quý vị sẽ dùng công cụ đầu tiên. Mình sẽ kéo một cái rất là đơn giản như thế này được không ạ? Vậy là mình đã nắn xong được cái cánh tay của người mẫu. Quý vị kích vào OK đây ạ, bằng một cái động tác rất là nhỏ thì quý vị đã sửa lại được cái cánh tay này. Bây giờ cái động tác mà thứ hai đó quý vị, là mình sẽ xóa cái nền ở phía sau, mình làm mờ cái phông ở xung quanh ở đằng sau người mẫu đi nha quý vị. Mình làm mờ đi thì người mẫu mình sẽ nổi bật lên đúng không ạ? Quý vị mệt cho mình hai lớp này lại, mệt vai bô. Bây giờ quý vị lại tiếp tục bấm cho mình lại cần chu di hai lần được không ạ? Quý vị chọn cái lớp ở trên cùng, sau đó quý vị vào Windows, quý vị chọn cho mình Pro Bestie đây ạ. Đây ạ, cái Pro Bestie là quý vị nhìn thấy nó như thế này. Có nhiều cái giao diện Photoshop quý vị mở ra thấy nó nằm như thế này, thì mình kéo thanh này xuống ở chỗ Quick Action này quý vị, có cái Remove Background, quý vị kích vào đó cho mình. Rồi xong rồi mình tắt cái Property này đi. Bây giờ quý vị thấy người mẫu của mình được tách ra đúng không ạ? Cả sợi tóc mong manh mà Photoshop cũng tách ra cho mình. Bây giờ quý vị chọn cho mình lớp giữa. Hồi nãy là mình cần chuông di lên hai lần đúng không ạ? Bây giờ mình đã xử lý lớp trên là tách người mẫu ra rồi. Còn cái lớp ở dưới này là lớp ở giữa đấy ạ. Quý vị vào cho mình Filter, quý vị vào cho mình Blur, quý vị chọn cho mình Gaussian Blur. Ở đây xóa phông như vậy thì mịt mù quá đúng không ạ? Mình xóa vậy thì nó rất là giả. Quý vị giảm cho mình cái thanh này xuống từ từ được không ạ? Đây ạ, mình giảm tới mức độ này thì quý vị nhìn thấy nó vẫn còn chi tiết của những cái đằng sau, nhưng mà nó mờ thôi ạ.
Vậy kích cho mình vào OK. Quý vị nhìn thấy cái lớp Max là ở cái lớp layer 1 này không ạ? Quý vị kích vào nó cho mình ạ. Quý vị làm theo các bước của mình làm ạ. Kích vào đó, sau đó quý vị chọn cho mình Brush Tool. Quý vị nhìn thấy người mẫu ở trong cái hình thumbnail thu nhỏ của cái lớp mắt nó màu trắng đúng không ạ? Thì quý vị sẽ set cái bảng màu cho mình đó, màu trắng. OK. Quý vị dùng cho mình Brush Tool cọ nhòe. Đây ạ, cái chỗ mà bị xóa phông ở cái ghế này đây ạ, mình lấy lại nghe quý vị. Cái thành ghế mà người mẫu ngồi vào đấy ạ. Tại vì hồi nãy lúc tách nền á, Photoshop tách ra cho mình luôn cả cái ghế này ra, nên bây giờ mình phải lấy lại. Rồi xong rồi đúng không ạ? Bây giờ mình đã xử lý được hoàn toàn hết. Quý vị kích chuột bên phải vào lớp background, mệt cho mình vai buồn. Quý vị bấm cho mình lên Ctrl G. Quý vị vào cho mình filter. Quý vị chọn cho mình Camera Raw Filter. Lúc giao diện của Camera Raw Filter mới mở ra đó quý vị, ở đây mình xài cái bản Camera Raw 13 chấm quý vị, thì quý vị sẽ nhìn thấy cái giao diện của nó thế này nè. Quý vị kích cho mình vào 3 zip nha quý vị. Tìm đến cho mình Textures thì quý vị. Texture. Quý vị kéo hết cái thanh texture này lên đến đây cho mình. Được không ạ? Sau đó quý vị kích vào OK. Bây giờ ở cái lớp layer 1 này, quý vị add vào đây cho mình một cái lớp mask màu trắng nha quý vị. Thì quý vị sẽ set cái bảng màu cho mình ra màu đen. Được không ạ? Quý vị dùng cái brush tool bảng màu màu đen, quý vị sẽ đi vào khuôn mặt của người mẫu để cái opacity này lên 100% như quý vị. Xong rồi quý vị sẽ lấy lại da của người mẫu ở trên này. Được không ạ? Những cái phần mà texture làm nét thì quý vị lấy lại. Đây quý vị nhìn thấy tóc của người mẫu đây ạ. Rất nét đúng không ạ? Rồi sau khi đã làm nét được những chi tiết mình cần làm nét, quý vị kích cho chuột phải vào đây, quý vị mệt cho mình vai vô. Bây giờ cái động tác cuối cùng, động tác thứ 5 là mình sẽ làm đẹp da cho người mẫu. Và đồng thời á, là mình làm lớn cái ảnh ra. Thì trước mắt á, là quý vị bấm cho mình lệnh Ctrl G ở trên bàn phím á. Sau đó quý vị vào filter, quý vị chọn cho mình Neutral Filter. Bây giờ Photoshop đã có một cái khung màu xanh và chọn cái khuôn mặt của người mẫu, khuôn mặt cần làm da. Quý vị chỗ mà Skin Smoothing này, quý vị kích vào đây cho mình một cái để bật cái Skin Smoothing này lên nghe quý vị. Cái thanh Blur và thanh Smooth này là làm đẹp da. Thì vì ảnh ở trên Facebook làm, cho nên tôi cứ kéo hết hai thanh này lên nghe quý vị. Sau đó thì ở cái phần Output ở phía dưới này, quý vị kích vào chọn cho mình Duplicate Layer Mask nha quý vị. Quý vị kích chuột vào OK. Được không ạ? Đây ạ. Đó, quý vị nhìn thấy ảnh trước và sau không ạ? Người mẫu của mình, mặc dù đây là một tấm ảnh mình lấy ở trên Facebook về, nhưng mà Photoshop cũng đã có tính năng sửa cho mình cái tấm ảnh đẹp tuyệt vời đúng không ạ? Mình kích chuột vào lớp background, kích chuột phải, sau đó mình mệt vai bô.
Bây giờ quý vị bấm cho mình lên Ctrl A và Ctrl C. Nếu quý vị nào không thích dùng lệnh trên bàn phím thì quý vị vào Select, quý vị chọn All, sau đó quý vị vào Edit, quý vị Copy. Cái dấu mũi tên ngược này nè quý vị là History đó. Nó là lấy lại lúc ban đầu nha quý vị. Quý vị chọn cho mình cái ảnh đầu tiên, lúc mà mình chưa sửa. Sau đó quý vị ở trên bàn phím đánh cho mình lệnh Ctrl V. Bây giờ mình sẽ tắt mở để mình so sánh cái ảnh trước và sau khi mình thực hiện 5 cái bước sửa nha quý vị. Đẹp không ạ? Tới đây rồi. Tới đây rồi, bây giờ cái động tác mà nằm ở cái bước thứ 5 á quý vị. Quý vị vào Image. Quý vị vào cho mình Image Size. Ở chỗ Resolution này quý vị đánh cho mình cái số 300 ạ. Và ở cái chiều cao này quý vị có thể đánh cho mình 50. Cái chỗ Resample này quý vị kích chuột vào chọn cho mình cái dòng này quý vị, Detail 2.0 này. Được không ạ? Rồi quý vị kích cho mình vào OK. Bây giờ tấm ảnh của mình đã đẹp rất là lung linh. Và có một cái vấn đề rất là tế nhị, thì nếu quý vị nào mặc dù không thích video của tôi á, mà quý vị lỡ bấm vào thì quý vị cố gắng xem cho mình từ 4 đến 5 phút ạ. Tại vì vừa rồi cái tỷ lệ giữ chân của mình nó có 20 mấy% thôi, nó thê thảm quá. Thì rất mong là quý vị thông cảm cho mình. Video của mình được đánh giá rất là thấp. Chương trình video của tôi trình bày 5 cái cách cơ bản quan trọng để chỉnh sửa một tấm ảnh, có thể từ điện thoại hoặc là tấm ảnh từ trên Facebook lấy về, xin được dừng lại ở đây. Và kính chúc quý vị và các bạn luôn mạnh khỏe, thành công ở trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video sau. Xin chào ạ.